Anh em à, tôi mới vừa phát hiện ra một tựa game vừa giống Mini World, vừa giống Play Together. Bùm! Và đó chính là tên xin giới thiệu với 500 anh em. À không, phải nói đúng là xin giới thiệu với 4 triệu bạn fan đang xem video này. Trời ơi, kênh của tôi được 4 triệu sub rồi đó anh em. Chúc mừng nha. Ok, và đây giới thiệu anh em, đây chính là cái tựa game mà tôi mới vừa nói đây. Đây là một cái tựa game vừa giống Play Together mà còn vừa giống Mini World, kết hợp lại với nhau. Tại sao tôi lại nói vậy thì mày hãy xem coi tựa game này có gì hay nha. Đầu tiên nè, khi mà vào game á nha, là tôi thấy là nó khác biệt ở chỗ là nó có đến tận 2 con nhân vật đang đứng ở giữa màn hình nè các bạn. Một con cá tóc và một con đầu trọc đó. Thì hình như á nha, là cái con này nè là bạn của chúng ta, con bên phải là bạn của chúng ta, còn con có tóc nè chính là tôi các bạn ạ. Là chúng ta có thể chỉnh skin được nha các bạn. Và nếu như các bạn kết bạn á thì các bạn sẽ cho một người bạn của mấy bạn đứng kế bên và nắm tay các bạn như thế này nè. Đó, nói chung là game này game chơi chung với bạn bè đó. Còn nhân vật đầu chọc bên đây là tôi nên để là ai vậy ta? Một á là Kairon, hai á là Sammy. Giờ tôi không biết để ai cả, tại vì hai người đó tôi đều muốn cho xuất hiện ở trên game của tôi hết. Mấy bạn muốn tôi để ai thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha, Sammy hay là Kairon nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với bước đầu tiên khi mà vào game, đó chính là mua skin nha anh em. Ok, đây ở chỗ này tôi có thấy một cái phần là phần cửa hàng nè bạn. Wow, miễn phí hàng ngày hả? Ui, cái này miễn phí nè, lụm luôn ấy chứ, miễn phí lấy luôn ấy chứ trời ơi. Nếu như bạn nào á mà gọi là mấy bạn không có nạp tiền vào game á thì bạn có thể chơi game này nha, tại vì game này có rất là nhiều skin miễn phí luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chọn skin nha anh em. Thì ở đây anh em thấy á, là skin trong này khá là rẻ, chỉ có tầm 10 kim cương thôi bạn à, là chúng ta đã có thể có được những bộ đồ thật là đẹp rồi đó. Và ở đây nó có áo nè, nó có giày dép nè. Ôi, tính ra nhiều nha các bạn nha. Các bạn nhìn là rất là nhiều giày dép luôn. Lát từ nãy giờ chưa hết luôn nè các bạn. Đó, rất nhiều luôn nha. Đây rồi, mấy cái nón đây rồi. Ui, tính ra trong đây nó có cái nón này, nón này là con Cinnamon đúng không? Trời, cái con này là Simmy hơi bị thích luôn nè. Mấy cái mũ tôm mà series nè các bạn. Tính ra ở trong đây rất là nhiều những cái skin độc lạ Bình Dương luôn nha mấy ní nha. Rồi từ từ tôi xem coi mắt kính nè, mắt kính. Ủa sao mắt kính lại có cái tóc ở đây ta? À, giống như kiểu cái tóc treo ở trước mặt á hả? Ok. À, chỗ này có thêm cả cái ống tre của Nezuko hả? Để tôi kiếm coi có cái mắt kính nào hợp lý với tôi không ta. Tính là đây mắt kính màu đỏ này là hợp lý với tôi nè. Đấy, hợp lý luôn. Ok, thôi bây giờ mình ngắm qua một hồi vậy rồi, bây giờ mình bắt đầu chỉnh skin nha anh em nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ mua quần áo trước. Để tôi xem coi quần áo hả, để tôi coi bộ nào màu xanh dương đẹp không ta. Wow, có cái áo xanh dương gì đây. Ui, cái áo này hơi giống con gái bạn ơi, áo này nó hơi rộng. Ừ, áo này hình như dành cho con gái rồi. Đây này áo con trai đúng không? Áo này áo con gái luôn, cũng hơi rộng. Còn áo này thì sao? Áo này là hợp với Simmy nữa bạn. Áo này là áo Cinnamon. Ủa, sao tôi thấy màu xanh dương tàn áo con gái không vậy ta? Cho tôi bộ cho con trai coi nào. Ở đây có bộ này nè, bộ này giống con trai nè, nhưng mà nhìn nó lại không đẹp. Cái gì nữa đây? Sao lại có cái váy ở đây? Chẳng lẽ tôi lại lấy bộ này trời ơi. Tính ra là trong đây là màu xanh dương là đa phần là sẽ là skin của con gái nha các bạn nha, chứ skin con trai là không có nhiều. À đây. Wow, bộ này nhìn giống hoàng tử nha. Thì tôi thấy á nha là lựa chọn ở trong đây nó không có đẹp mấy bạn à. Mấy cái bộ đồ hôm nay nó không có hợp ý tôi lắm, cho nên là bây giờ tôi nghĩ là chắc là tôi cần phải mua một cái bộ đồ đó xịn sò hơn. Chúng ta sẽ vào trong phần cửa hàng. Đây, phần cửa hàng chúng ta sẽ có rất nhiều những cái skin đẹp hơn nè bạn. Đây là skin các ngôi sao xanh nè. Ủa mà sao thấy skin này nữ nhiều quá ta. Ừ nhờ, tính ra game này tôi thấy là hơi bất công cho mấy bạn nam nha. Vô đây toàn thấy skin nữ không à. Trời ơi là trời, có skin nam không? Sao mà toàn nữ không vậy? Có skin màu xanh lá cây này hợp với Camui quá nè các bạn. Rồi tôi thấy là hôm nay là không có đồ dành cho tôi đó, để qua bên phần khác coi. Đây, ở bên này có nhiều bộ đồ đẹp hơn nè. Ừ, nhưng mà tại sao màu xanh dương vẫn là mấy cái đầm dành cho nữ không vậy? Bộ màu xanh dương không hợp với con trai hay sao vậy trời? Wow. Ở đây nó có một cái skin gì đây? Ồ, cái skin này nhìn giống ma cà rồng nha các bạn nha. Mặc đồ màu đen với màu đỏ ha. Cái này thì nó hơi hợp với Kairon thôi, nhưng mà tôi thấy nó cũng đẹp, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ lấy bộ này nha các bạn nha. Ok, lấy luôn. Không biết là có sửa màu lại được không anh em ha. Đây tôi sẽ lấy bộ này nha. 300 kim cương hả, lụm luôn. Sợ cái gì mà không lụm. Anh em nhìn nè, ở bên đây có thêm cái skin con heo nè anh em. Ui, cute thế nha. Tôi nghĩ là tôi mua cái này luôn đi các bạn. Mặc dù tôi biết rằng là tôi sẽ không mặc skin này đâu, nhưng mà thôi tôi cứ mua đi, tại tôi thích mà các bạn. Ô, có cả skin của Huggy á. Ôi mà, nhưng mà sao con Huggy trong đây nhìn nó hơi kỳ. Con Huggy trong đây nhìn nó hơi kỳ vậy nè. Rồi nha, trước tiên là tôi sẽ mặc cái bộ quần áo này vô trước nè. Cái tóc này nhìn có vẻ khá là giống tóc của tôi ngoài đời nữa các bạn, nó cũng kiểu như thế này nè. Cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái tóc này luôn nha anh em nha. Và ở chỗ này chúng ta sẽ có thêm một cái phần đổi màu nữa. Hiện tại tóc ở ngoài đời thật của tôi là đang là màu trắng, cho nên là tôi cũng sẽ chỉnh cho skin con nhân vật này là tóc màu trắng luôn nha. Đấy, ok. Tiếp theo nữa sẽ đến màu da. Màu da hả? Chẳng lẽ bây giờ tôi màu xanh dương tôi chỉnh da màu xanh dương luôn ta? Tại vì cái bộ đồ nó chưa có cái gì nó hợp với tôi lắm mấy bạn ạ. Nó chỉ có mỗi cái màu da là màu xanh dương nè. Nhưng mà để màu da màu xanh dương nhìn nó hơi kỳ, nhìn nó giống Avatar lắm. Nên là để xem coi, hay là thôi cứ đổi qua cái màu đi. Ừ, đổi màu da người bình thường đi cũng được. Rồi còn cái này là gì đây? Trời ơi, chỉnh cục tay, cục chân luôn. What the hell, chỉnh cái này làm gì trời. Rồi bây giờ tới lượt phần mắt nè. Mắt thì phải chọn cái con mắt nữa, nó phải thật là đẹp trai anh em nha. Tôi nạp nhiều tiền vào game thì tôi phải chọn cái mắt nữa đẹp trai xíu. Mắt này thì ui mắt này ngầu nha anh em, nhưng mà cũng còn giống con gái quá. Đây. Mắt này là mắt của Conan đúng không? Tôi nhìn cái mắt này tôi biết nè, cái nét này nét của Conan nè, chắc chắn luôn. Ui, mắt của xanh dương này đẹp nè. Nhưng mà nhìn nó hơi bị lé. Cái này là mắt đỏ và mắt xanh dương. Thôi tôi nghĩ là tôi cứ chọn cái con mắt đi, nhìn cho nó dễ thương bạn ạ. Ừ, ok, mắt này nhá. Ồ, ở trong đây còn có cả chỉnh phần lông mày nữa nha bạn nha. Lông mày thì cứ chắc không cần mua đâu, lông mày cứ mua đại mấy cái, cứ lấy đại mấy cái lông mày nào đó đeo vô cũng được. Tôi thấy là chắc là sẽ lấy lông mày này đi. Có phần điều chỉnh lỗ mũi nữa hả? À, chỉnh cho mũi to lên hay bé lại. Ok, rồi chỉnh cho mũi nó cao lên xíu nè, mũi to là xíu đi. Đó, nhìn cho nó cute. Rồi, bây giờ là đến phần miệng. Miệng hả? Miệng thì để miệng cười nhìn nó hơi kỳ, phải cho nó cool ngầu lên xíu chứ các bạn. Tại sao lại để cái miệng như thế này, nhìn nó hơi kỳ các bạn hiểu không? Đây, răng nanh. Trời ơi sao nhìn giống cái răng chó quá vậy. Nhìn nó hơi kỳ. Rồi còn gì đây? Chu môi nữa, trời ơi nhìn. Còn cái này còn cái này là cái môi màu đen. Trời ơi là trời, skin trong đây lạ quá các bạn ơi. Thôi tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng cái miệng cười dưới này đi. Cái miệng đỡ nhất rồi, 10 kim cương á. Ồ, giảm giá còn 5 kim cương. Ồ, đến phần tiếp theo sẽ là phần đánh phấn má hả? Đánh cho má hồng hả? Cũng được đó nha. Ok, đánh má hồng đi. Sau khi đánh má hồng xong thì chúng ta sẽ có thêm một phần nữa, đó chính là phần trang điểm nữa hả? Đây, cái này là có trang điểm thêm một con mắt ở trên trán nữa các bạn. Bên dưới này có cả trang điểm thành Joker nữa nào. Ê, mà sao tôi thấy cái này Joker nhìn nó cũng ngầu ngầu ha, hay là lấy luôn nha. Ok, để thử xem. À, cái mặt Joker này là mình phải xoay nha các bạn nha, xoay gacha ra nha. Xin chúc mừng bạn đã được 500 xu. Thôi tôi nghĩ lại rồi. Tôi mà xoay hồi tôi hết tiền đó bạn. No, không được. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho nhân vật của tôi một tí hoa trên mặt đi, nhìn cho nó dễ thương. Đó, ok, 1000 vàng hả, mua luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, sẽ là phần mũ đội trên đầu. Có cái mũ hình con cá mập. Ui, hợp lý nha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái mũ, ví dụ như là mũ sừng trâu nè đó, rồi chẳng hạn như là mũ gấu tím nè đó, rồi ui có cả mũ võ sĩ nè. Tính ra hôm nay nhiều mũ đẹp ghê luôn á. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chắc có mỗi con cá mập trên kia là nhìn nó hợp lý với tôi à, cho nên thôi tôi lấy con cá mập đi. Cá mập vẫn là đẹp nhất, với lại là nó có màu xanh dương nữa là hợp màu của tôi luôn. Ok, mua 60 kim cương. Rồi đến cái phần này mới là phần quan trọng mà Phong Cận nhất định phải có nè, đó chính là mắt kính. Trời ơi, không đeo mắt kính thì không phải là Phong Cận, các bạn hiểu không? Ui, có mắt kính gì đây? Wow, mắt kính siêu nhân ngầu dữ vậy má. Nhưng mà mắt kính của tôi bình thường game nào thì tôi cũng chỉnh mắt kính của tôi là mắt kính màu đỏ hết trơn á, cho nên là thôi cứ chọn kính màu đỏ đi ha. Rồi, tôi sẽ mua cái mắt kính này. Rồi, màu đỏ đúng không? Skin của tôi đó giờ là tôi luôn luôn mang màu đỏ bạn ạ. Cho nên là thôi tôi sẽ chỉnh thành màu đỏ nha. Đấy. Rồi, hợp lý luôn, lưu lại. Rồi, và phần tiếp theo sẽ là phần giày hả? Giày thì để coi có đôi giày nào xịn xịn không? Ui, Kairon mà chơi game này là hợp lý nha các bạn nha. Có nguyên đôi giày hình con thỏ nè. Đó, để tôi coi coi có cái đôi giày nào hình cá heo không? Tôi cũng thích cá heo lắm, tôi nghĩ là sẽ có đó. Gì đây? Có cả đôi giày hình bàn chân nữa. Nhìn như không mang giày vậy đó bạn. Tôi cảm giác gọi là buồn quá bạn ạ. Game này mình đề nghị là nếu như nhà phát hành có xem được video này thì làm ơn hãy cho em được nhiều skin màu xanh dương xíu nha anh chị. Anh chị để skin nhưng mà skin trong đây không có nào hợp với em hết, buồn quá. Cái đôi giày gì đây? Đôi giày có hai con mắt à? Không, cái này hai cái chuông chứ không phải hai con mắt. Tôi đành phải mua cái đôi giày trượt ba tanh đi các bạn. Đây cái đôi giày đi. Ok, tôi thấy đôi giày này cũng độc lạ Bình Dương đó. Ừ, mua luôn. Và phần tiếp theo của chúng ta sẽ là phần áo choàng và dây chuyền. Trời, tính ra cái game này mình để ý nha là rất là nhiều phụ kiện để trang trí cho skin luôn các bạn. Ừ, tôi nãy giờ thấy quá trời phụ kiện luôn á. Cái này thì nhìn nó hơi giống nữ. Nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương quá ta. Ừ, sao tôi thấy cái này nhìn nó cũng hợp nữa các bạn. Nó có màu xanh dương nữa. Thôi tôi thấy cái này hợp á, tôi sẽ mua cái này nha các bạn nha. 20 kim cương. Và tiếp theo sẽ là phần ba lô. Từ nãy giờ riêng cái phần chọn skin thôi là hết luôn full video rồi các bạn. Ba lô hình con heo đang ăn dưa hấu. Nhưng mà tính ra cái ba lô này mình mang vô không được, không thấy được các bạn ơi, tại vì là con cá mập của mình nó che lại hết rồi. Hay mình thử tháo cái đầu con cá mập ra thử coi. Nếu mà tháo cái đầu con cá mập ra thì mình sẽ có thể thấy được cái ba lô hình con heo sau lưng của mình, nhưng mà skin của mình nhìn nó sẽ biến thành con gái luôn các bạn ơi. Ừ, sao giờ tôi thấy skin tôi chỉnh một hồi xong nhìn nó giống con gái tới nhờ. Thôi cho nên là bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi phải đội lại cái mũ cá mập đi. Tạm biệt em heo, chắc có vẻ là anh không mua được em rồi, xin lỗi em. Thay vào đó mình sẽ mua cái cánh này đi, mình thấy cái cánh này nhìn khá là ngầu nè. Đó, skin của tôi nhìn nó hơi tạp nham xíu. Đây, đeo cái cánh vô. Áo choàng hả? Ui, cái áo choàng xanh dương này nè hợp lý nè, áo choàng xanh dương này hợp với tôi nữa bạn. Tôi sẽ lấy áo choàng này luôn nha. Cái áo choàng này là phải xoay gacha mới ra được hả? Vậy thôi khỏi cần mua áo choàng luôn đi. Xoay gacha là xoay hồi hết tiền luôn đó. Còn cái này là gì đây? Cái này là vũ khí cầm ở trên tay hả? Cầm ở trên tay một ly trà sữa nhìn có vẻ sẽ dễ thương hơn đó. Nó có cái gì liên quan đến con heo không ta? Trời ơi, ví dụ như là cái bong bóng hình con heo cũng được cho nó dễ thương xíu, cho tôi cầm coi. Ê, con cá nữa bạn. Cầm một con cá chết nè. Nhưng mà con cá này là phải xoay. Trời ơi, sao mà tôi ghét mấy cái trò xoay gacha lắm mấy bạn ơi. Thôi tôi nghĩ là bây giờ tôi mua cái quạt hình con cá thế này đi là cũng được rồi. Ok, cho nó có liên quan xíu, nó liên quan đến hải sản xíu đi. Còn bên dưới này là phần găng tay. Trời, mệt quá. Từ nãy giờ chỉnh skin mà mệt luôn các bạn. Tay nhiều quá chỉnh không nổi. Còn này là cái gì ở đây? À, cái này là mấy cái chữ bay bay xung quanh mình đó hả? Wow, ngầu nha. Tôi thấy có hai con ma bay qua bay lại như thế này nhìn dễ thương quá nè các bạn. Ừ, tôi thấy cái này đẹp nha. Hay là mình thử xoay luôn nha. Ừ, xoay 10 lần đi. Tôi nghĩ là tôi xoay 10 lần đi, biết đâu sẽ ra. Rồi, mở 10 lần luôn nha. 720 kim cương. Mình nhiều tiền mà bạn, mình lo gì đúng không? Mình nhiều kim cương mà. Đó, mình xoay hồi mình hết kim cương cái mình nghèo rồi mình tính sau. Ok, trời ơi, mở 10 cái không có cái nào ra luôn. Thôi thêm một lần nữa thôi nha. Chúng ta không nên quay gacha. Quay gacha là phải may mắn lắm mới được. Còn tôi là số tôi xui xẻo lắm bạn ơi. Tôi quay hồi nhiều khi tôi thua hết luôn á. Ra được cái gì không? Trời ơi, không ra được cái gì hết. Còn có 1400 kim cương à. Thôi, nghĩ là dừng lại tại đây chắc là được rồi nha. Ừ, chắc là dừng lại tại đây đi. Hay xoay thêm lần nữa đi nha. Xoay thêm lần đi. Biết đâu nó ra đúng không? Quá tam ba bận á, mình xoay 3 lần đi. Ông bà mình hay nói là quá tam ba bận mà. Lần thứ 3 không được rồi thôi. Số tôi không hợp quay gacha. Vậy thì đành tạm biệt mấy em. Anh không mua được mấy em rồi. Thôi thì anh sẽ mua đại mấy con số hacker này vậy. Ừ, mấy con số này bay nhìn cũng ngầu nè. Hay là cái quạt, tôi thấy cái quạt cũng đẹp nha. Chắc là mua cái quạt đi. Có thêm cả phần đuôi nữa hả? Có đuôi của cá không? Thôi tôi nghĩ là chắc là tôi không cần đuôi đó bạn ơi. Từ nãy giờ nhiêu đây là đủ rồi. Ok, out ra nào để xem coi skin của chúng ta như thế nào nha anh em nhá. Yeah, vâng đây. Xin giới thiệu với anh em, đây chính là skin của tôi. Nhìn có vẻ cũng hơi rối mắt xíu nhưng mà tôi thấy đẹp mấy bạn ạ. Đấy. Ôi, còn skin bên này thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới. Tôi nên chỉnh skin bên này là Simmy bỏ nha. Tôi anti Simmy các bạn ạ. Lộn nha. Sammy hay là Kairon nha các bạn. Rồi, xong cái phần skin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là trò chơi nha các bạn nha. Tại sao mình lại nói là trò chơi này nó khá là giống Play Together là bởi vì nó có rất là nhiều trò chơi trong đây. Có thêm cả gọi là những cái giao lưu cộng đồng nữa. Bạn có thể gặp những người chơi khác, chat cùng với họ, chơi game cùng với họ và rất là nhiều thứ luôn. Đây nè, trong Mini World các bạn thấy là Mini World nó hay có mấy cái phần gọi là map đúng không? Thì ở đây chúng ta cũng có map luôn bạn ơi. Có cầu vàng Đà Nẵng luôn hả? Cầu vàng Đà Nẵng hả? Ừ, trước tôi có đi cầu vàng Đà Nẵng lần rồi nè. Để tôi thử tôi tải về coi xem sao. Lần trước á là tôi với lại mọi người trong Hero Team là đi Bà Nà Hills các bạn. Ở đây có anh em nào đã từng đi Bà Nà Hills chưa? Đó. Thì lần trước bọn tôi đi Bà Nà Hills thì bọn tôi có đi qua cái cầu vàng này đây. Nhìn cũng giống đó nha. Tại lần trước là tôi đi Bà Nà Hills á là tôi cũng có đi trên cái cây cầu này thì nói chung là nhìn cũng cũng được. Nói chung là nhìn cũng giống đó. Ừ. Rồi để ra xem coi còn cái nào khác nữa không. Có cả map đám cưới hả? Trời ơi, mấy cái map đám cưới này á nha là tôi chơi Mini World tôi gặp hoài luôn các bạn. Ở trong game này cũng có luôn nha. Vào trong map đám cưới thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người ở đây cũng đang tổ chức đám cưới. Ở trong này tôi thấy là có vẻ là skin của tôi là VIP Pro nhất ở trong này rồi các bạn ạ. Hay bữa nào để tôi rủ Sammy lên đây làm cái đám cưới trong game này ha. Không biết game này có cho kiểu tặng những cưới được kiểu xong rồi kết hợp thành một đôi không ha. Wow, đám cưới ngoài vũ trụ luôn hả? Tôi thấy trái đất nè anh em. Wow, đỉnh đó nha, đồ họa đẹp đó. Thôi rồi để out ra. Lần sau tôi sẽ mời Sammy vào đây làm đám cưới sau. Wow, ở trong đây chúng ta có rất là nhiều map Việt Nam luôn nha các bạn nha. Nếu như bạn nào mà vô game này các bạn có thể chơi được những cái con map Việt Nam này nè. Ở đây chúng ta có Sài Gòn Việt Nam, có chợ Bến Thành nữa nè. Đây là Lăng Bác hả ta? Wow, hay quá ta. Cái này là Lăng Bác các bạn ơi. Trời ơi, game này xây đẹp quá vậy. Để mình vô mình tham quan thử nha các bạn nha. Trời ơi, không thể nào không tham quan map này được các bạn ơi. Wow, trời ơi, đẹp thật sự luôn á vậy. Ê, tính ra nha, ở đây có bạn nào đã từng đi thăm Lăng Bác chưa? Tôi đã từng đi thăm Lăng Bác nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi bước vào trong Lăng Bác á. Thật sự nha, tôi cảm giác ở đó rất là trang nghiêm luôn các bạn ạ. Và khi mà vào bên trong á, lần đầu tiên phải nói là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi được tận mắt, chính mắt của mình nhìn thấy Bác Hồ ở ngoài đời thật. Thật sự là lúc đó tôi cảm giác xúc động lắm luôn các bạn. Tôi cảm giác kiểu xúc động cực kỳ luôn á. Trời ơi, và đó sẽ là một cái kỷ niệm không bao giờ quên của tôi luôn. Ở đây có bạn nào đã từng đi Lăng Bác hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Nói chung là map này 10 điểm, à không 10 điểm gì, 100 điểm luôn các bạn ơi. Map này phải là 100 điểm luôn, trời ơi. Rồi để chúng ta xem thử coi còn những con map nào khác nữa không nha. Cái gì đây? Map Free Fire. Nói chung là ở trong đây á, thì mình thấy có rất là... Ủa gì đây? Sao có chị mèo Simmy ở đây vậy? Cái này là kiểu map fan tạo ra bạn. Sao có mèo Simmy ở đây nữa vậy? Khi nào lướt hồi xong thấy tôi luôn không? Wow, nói chung là nhiều map lắm mấy bạn ơi. Tôi nghĩ là để một bữa nào đó tôi không bữa nào nữa, ngày mai luôn tôi sẽ rủ Hero Team vào đây để chơi cùng với tôi những cái con map này. Ủa, có phần thả team nè. Đây tôi lưu lại cái Squid Game này, chắc là để sắp tới tôi rủ anh em vô chơi Squid Game thử. Khoan, từ từ, có cái phần team lại đúng không? Tôi phải vô team lại ngay những con map của Việt Nam mình. Đây, phố cổ Hội An team lại hết. Map của Việt Nam là phải team lại hết. Wow, tính ra game này mình để ý là map của người Việt Nam rất là nhiều luôn và xây cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Tự hào người Việt Nam. Sài Gòn Việt Nam này. Ui, tôi sống ở Sài Gòn nè, hay là để tôi xem thử coi cái map này nó có giống thật ở ngoài Sài Gòn không nha các bạn. Rồi, ok, vô game ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái chợ Bến Thành ở chỗ này các bạn ạ. Wow, xây cũng đẹp đó. Bên này có chuối chiên 2.000 một cái. Ôi, cái này đúng đậm chất Việt Nam luôn, chuối chiên 2.000 một cái. Cái gì đây? Bánh mì Cuba, chả lụa ba tê. Trời, tự nhắc xong thèm của ta. Ơi, bên này có mấy ổ bánh mì nè, lụm ăn được. Tự nhiên thấy cũng thèm thèm. Bên đây là có hủ tiếu gõ nè. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ có cà phê, trà đá, có bột chiên nữa, chuối chiên nữa. Ở bên này thì sẽ có cái gì đây? Hút bồn cầu à. Cái gì mà có hút bồn cầu ở đây đó vậy? Cái này là kiểu dán quảng cáo các bạn. Cái này đậm chất Việt Nam mình luôn á. Nè, cấm để rác nè. Trời ơi trời, cái này đúng thiệt là map của người Việt Nam mình xây là mọi người xây kỹ thật sự luôn á. Ở bên đây có bán thêm cả cái gì đây, gạo đồ kiểu nữa hả, mì hảo hảo nữa nè. Trong này thì sẽ là chỗ để may quần áo, hình như là mình có thể mua quần áo được đúng không? Làm cách nào để mình mua được cái bộ áo dài Việt Nam này các bạn? Tôi muốn mua cái bộ này quá. Hình như là bấm vô cái phần này nè phải không? Đây, áo dài Việt Nam, áo dài Việt Nam, nhận. Đây rồi, đây cái áo dài Việt Nam nè các bạn, nó có ngôi sao ở giữa luôn. Ồ, hơi bị đẹp, hơi bị đẹp. Ở bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là trường tiểu học Nguyễn Huệ nè. Bây giờ mình hỏi nha, có bạn nào đang xem video này, các bạn đang học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Tôi nghĩ là chắc là cũng có nhiều bạn xem video này đang học ở trường này lắm nè. Và tôi nghĩ là cái trường này chắc là cũng là trường của tác giả, cho nên là tác giả cũng xây cái trường này ở trong đây. Cái xe nữa bạn, ui ngầu thế. Ui cái xe đây nhìn ngầu thế à. Tính ra game này á nha là nó đặc biệt ở chỗ là những cái đồ 3D ở trong đây là nhìn nó rất là đẹp luôn bạn ơi, nó không có bị kiểu gọi là khối vuông nha, nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Rồi từ từ để tôi xem coi còn một con map nào khác nữa, mình sẽ review thêm một con map cuối cùng nha bạn. Ok, để tôi thử vô trong map Free Fire Việt Nam nữa coi. Đây, map Free Fire thì vào trong đây chúng ta sẽ có những cái cây súng để chúng ta có thể bắn Free Fire. Ừ, nhưng mà sao trong đây lại không có sân súng nhỉ? Lụm được không ta? Từ từ để mình bấm vô mình lụm được đúng không? À, trời ơi, lụm nguyên cây AK luôn trời. Nhưng mà cây này bắn sao ta? Từ từ tôi vẫn chưa tìm ra được cái chỗ nào để bắn hết trơn á. Nút này là nút nhảy rồi. À, hình như là cái này là kiểu là xây trang trí thôi chứ không có bắn được các bạn ạ. Hình như là như vậy. Đề nghị tác giả là lần sau là có thể làm cho em thêm một cái cửa hàng sơn ở đây nữa được không, để em có thể mang súng cho em sơn để tăng giáp, tăng đam nữa, tăng đạn nữa kiểu. Ok 500 anh em, vậy là ngày hôm nay á, là mình đã tìm ra được một cái tựa game mà vừa giống MINI WORLD vừa giống Play Together, và từ nay bọn mình sẽ cùng nhau chơi thử cái tựa game này nha. Và nếu như bạn nào mà muốn mình cùng với Hero Team sẽ chơi thử những con map ở đây, các bạn hãy đừng quên là comment xuống bên dưới tôi biết luôn nha. Đó, tôi sẽ rủ Hero Team vào để chơi thử nha anh em. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, see you again, tạm biệt.